Break, ok, và hai đây là video 100 ngày Minecraft With The Storm. Hôm nay mình sẽ cùng hội bạn YouTuber siêu báo tìm cách đánh bại With The Storm, một siêu boss trong Minecraft. Nó có khả năng hấp thụ các khối để gia tăng kích thước và sức mạnh. Nói chung con boss này càng ngày càng mạnh, nó mạnh một cách khủng khiếp. Nhưng liệu mình và tụi bạn sẽ đánh bại được nó? Hãy xem hết video để biết được câu trả lời bạn nhé. Trước khi bắt đầu video, đừng quên để lại cho mình một like và subscribe cũng như là bấm vào nút chuông thông báo để mình có thêm động lực làm những video siêu hay và thú vị tiếp theo nha. Còn bây giờ thì chuẩn bị cho ngồi và bắt đầu video thế nào. Ngày đầu tiên khi được spawn ra thế giới này thì mình đã gặp được 6 người bạn. Và bên cạnh mình thì có một ngôi nhà hoang đổ nát. Thì mình quyết định là vào đây khám phá cùng những người bạn của mình. Nhưng mà các bạn ơi, ở trên đỉnh này thì mình phát hiện ra là có một cái con Wither trên này. Đây, mình leo lên cùng Neo Quy và mình phát hiện ra chỗ này là một cái chỗ triệu Wither. Và Wither này không phải là Wither bình thường, mà Wither có command block ở đây. Thì chứng tỏ con này là một cái loại Wither đột biến con ơi. Nên là bọn mình quyết định chạy luôn khỏi khu vực này. Và con Wither khi mà vừa xuất hiện thì nó thật sự rất là đáng sợ. Bởi vì là bọn mình đã có cái đồ gì đâu, nên là quyết định tránh xa nó càng xa càng tốt. Ai ai làm gì? Nổ nha. Nó nổ nha. Nó nổ gần nhà nha. Lấy gỗ luôn. Mình đi. Cách con Wither xa một đoạn thì mình phát hiện ra một khu ruộng ở đây. Nên mình nghĩ là mình sẽ lấy một chút thức ăn để bổ sung năng lượng, tí nữa vào hang kiếm đồ nữa. Nói chung là mình sẽ phải kiếm đồ càng mạnh càng tốt. Bởi vì là con Wither này nó là con Wither Storm, nghĩa là sau cứ mỗi khoảng thời gian ý, nó sẽ càng ngày càng phát triển dần lên. Nên là mình sẽ phải chạy đua thời gian để cho bản thân làm sao mà mạnh nhất có thể. Chứ hiện tượng là bây giờ nó sẽ truy đuổi bọn mình nha. Bất kể là mình đi đến đâu thì nó sẽ đuổi theo đến đó. King ơi, chạy thôi King ơi. Ấy, lùi. Cái mập con, cái mập con. Chạy thôi King ơi. Đi. Nó dí qua bên kia rồi. Nó dí qua bên kia xa rồi. Wow, thật là may mắn các này. Nói chung là nó không dí bọn mình ý, thì nó sẽ lại chuyển qua đối tượng khác để có thể truy đuổi. Nói chung là nó sẽ không bao giờ ngừng truy đuổi bọn mình. Nên là bây giờ bọn mình phải tranh thủ thời gian này, đập đá làm công cụ. Ui, nó lại đuổi đến đây rồi. Nhanh, làm cái bàn chế tạo trước. Trời ơi, thôi đập thêm tí nữa, nó sắp đuổi lưng rồi. Nói chung là nó ở những cái cấp độ đầu nó vẫn còn chưa nguy hiểm lắm, nên là vẫn còn có thể tranh thủ được. Ê, tí này, chạy. Sau đó thì bọn mình chạy sâu vào trong khu rừng. Do là có những cái làn cây ấy, thì con Wither không thấy bọn mình nữa, lại chuyển qua đối tượng khác. Các bọn mình tạm thời an toàn. Bây giờ thì bọn mình sẽ tiến dần vào trong cái hang này làm đồ thôi. Chứ còn ở ngoài thì nó khá là nguy hiểm ấy. Nhưng mà để đập được những cái cục khoáng sản kỳ lạ này thì mình nghĩ là mình sẽ cần phải có đá đã. Ok, mình đã có 3 cục đá, làm cái cục đá luôn thôi. Ok, bản chế tạo của mình đâu rồi? Vừa nó ở đây luôn. Trời ơi, chắc ông biết sao ông mang chỗ khác rồi. Rồi, đặt này. Rồi, mình sẽ làm thêm một cái cúp đá. Nhưng mà nói chung là mấy cái lộ thiên như này thì mình nghĩ là nó cũng chẳng có cái tác dụng gì đâu. Bởi vì là những cái thứ dễ tìm ấy, thấy ngay trên mặt ấy, thì nó thường là đồ vô tác dụng các bạn ạ. Nên là thôi, có lẽ là mình sẽ tiến sâu vào trong hang để có thể tìm thêm là những cái loại xịn hơn nha. Bắt đầu làm sao cơ? Đi đào tiếp không? Ủa, bắt đầu dân làng mà. Ủa, bắt đầu kho báu. Nhầm. Không. Anh đi rồi. Có miếng than này. Ui, hang nhện này. Ui, động bàn tơi mọi người. Let's go. Không cần tơi đâu Kiên ơi. Hay nhận nguy hiểm lắm Kiên ơi. Từ từ xem. Ông có xô nước chưa? Zin. Xô nước chi vậy? Xô nước á. Làm gì? Ê, tính ra mấy cái phế nè. Ê, Tín ơi, help me. Sao? Help me. Nhận độc. Cái làng này mình khám phá hết rồi đúng không nè Vui? Đúng rồi. Help me. Đồ lúc chả lắm. Ê, tù xíu. Chế kiếm, đánh nó. Đây, đánh nó luôn hả? Cho ông cái này Kiên ơi. Ê, ông đánh nó đi. Kiên ơi, trong cái này này. Nó phun tơ. Ê, hợp lý này. Quý nhất đó. Mãi là anh em. Ê, ông... cho tôi xuống làm anh em với mấy ông khai thác kim cương hả? Đúng rồi. Làm anh em thì bỏ 3 viên kim cương xuống đây mày làm anh em ông à. Thôi, đi kiếm trước nha. Ông vào ông sửa con nhện đấy đi rồi chúng ta làm anh em. Mấy ông này tồi thế. Nó có cái khối gì kỳ lạ lắm. Ồ, ai dưới đây? Đây, được đập ra con nhện á, Thôi mở đi ra khỏi đây đi mọi người ơi, đây hết rồi. Cái này mình lấy hết rồi sao còn gì đâu. Như có ông. Đấy, biết ngay mà các ông không làm mà đồ có ăn này. Đi thôi. Ông nên đi khai thác đi. Ồ. Trên này con. Dạ. Ui. Có con nhện này Kiên ơi. Ồ, Wither kìa. Đâu? Wither.
Kiên ơi, chết đồng của Kiên ơi. Ra đây bạn cứu. Ui, tơ nhện luôn mà. Mọi người có chắc là ở đây ổn không đấy? Ồ, no. Có cây gì lạ quá nè, mọi người. Đâu? Đấy. Nấm, mất sợ. Ê, đừng đập cái cục, đừng đập. Đã bảo đừng đập. Vào đừng đập. Tôi yếu lắm rồi. Đã bảo đừng. Đây. Ông có khiên mà Kiên. Đây. Kiên có khiên mà. Này, cho mời của cà rốt. Tôi cũng cần cà rốt Kiên ơi. Đây, chia cho mọi người 10 cây đuốc nè. À, 10 cái đúc luôn. Thôi thịt nè. Này, của tinh ngon, hả? Ngon. Tôi không có đâu ra vậy, mấy phim đài à? Bên kia. Đó là cấm sáng rồi. Bọn tôi là... Bọn tôi là ông hoàng bóng tối mà, không cần đuốc. Đừng có đập nha. Đừng đập cái đỏ nha. Đừng có đập đó. Trứng nhện á. Quê ông mà trời. Kiếm mẹ. Ơi ơi. Con không. Nè, đồ vũ khí các thứ này. Mấy ông kia. Anyway. Ôi. Giáp kìa, giáp kìa. Ôi. Có kim cương này kìa. Tụi mấy ông có kim cương hay vậy? Anyway. Cố lên Kiên ơi, tôi sẽ bảo vệ ông. Những ngày tiếp theo để tránh con Wither Storm thì bọn mình lại tiếp tục ở trong hang để nâng cấp và update bản thân lên. Nói chung là nếu mà muốn chiến đấu được với nó thì mình sẽ cần phải khỏe, phải mạnh thì mới có thể đánh bại được nó. Chứ hiện tại thì khá là yếu ấy. Con Wither là một trong những con boss rất là mạnh mà còn lại còn Wither Storm, Wither bạo thố nữa. Nếu mà không có đồ gì mà đánh với nó thì nó bắn như này, bắn chắc là ngọt của tỏi luôn rồi. Nên bây giờ thì phải tích cực cày đồ thôi. Mà trong hang này thì mình còn phát hiện ra có những cái loại quặng đỏ này còn hiếm hơn cả kim cương. Chắc chắn là những cái đồ hiếm hơn cả đồ kim cương thì sẽ chế tạo được đồ mạnh hơn rồi. Mà tính ra ở trong này nha, ở trong hang còn có cả động đất nữa các bạn ơi. Hình như là con Wither nó tắc hoài tắc quái ấy. Nó hút đất ở ngoài, nó dẫn đến động đất trong hang này. Không biết là cái hang này có sập không, khá là đáng sợ ấy. Sau một thời gian đào bới cày cuốc thì cuối cùng là bọn mình cũng đã lên full đồ rồi. Thực ra là đồ này còn xịn hơn kim cương nha. Bạn tưởng tượng cái mũ của mình là mũ ruby này, kiếm đỏ là kiếm nói chung là xịn hơn cả kiếm kim cương nữa. Nói chung là mấy cái quặng là quặng hiếm ấy. Mà bây giờ tuy là mặc mỗi đồ một màu nhưng mà thực sự là nó còn mạnh hơn cả đồ kim cương nữa nên là nó cũng tạm chấp nhận. Nhưng mà mấy cái quặng đấy hiếm nên là mình không thể làm full được bộ. Tín cũng thế này, đều mỗi cái mũ thôi, còn đang lung nốt để làm cái quần nữa. Nói chung là chia đồ cho nhau. Mà nói chung là khi mà đủ đồ rồi mình nghĩ là lên thôi. Còn mấy ông kia thì vẫn tham, vẫn cứ ở dưới đào tiếp. Trời ơi, nó cứ rung ra rung dính này. Nhớ mà sập cái thì to luôn ấy. Nhưng mà do là mình chủ quan đã đứng ở trên này, nó rung ra rung dính, con zombie đánh nhẹ cái. Trời ơi, thế là rớt. Mất hết đồ rồi. Oh no, con ơi, quay trở lại thế giới này và mình phát hiện ra là con Wither nó đã siêu to khổng lồ rồi. Nó đã thành, nó có 3 cái vòi nó soi rồi. Trời ơi, chạy thôi. Ơ nhưng mà còn gì để mất nữa đâu nhở? Quay lại nghịch với nó thử tí em sao. Tại vì là đồ mình thì mấy ông kia cũng nhặt được rồi ấy. Ê, tính ra hay nha. Ê, mình để mình test thử xem là liệu mình bị con Wither đấy nó chiếu vào thì sẽ như thế nào nha. Sao? Bác Kiên bị đổ bác lên đầu. Ui. Kiên ơi, tôi cần nhiều kim cương lắm, tôi sẽ cho ông kim cương. Ok, lên đi mọi người. 4 viên này, tôi cũng bonus cho ông 4 viên luôn. Ê, để này. Ê, để tôi cho con Wither nó hút tôi thử xem như nào nhá. Ngon. Tôi đang cũng không có gì ấy. Đợi tôi lên nhé rồi cho tôi coi. Ấy. Để tôi bay vào thử xem là nó hút tôi có cái gì. Ui. Nổ luôn á. Nổ luôn. Quá tóc vàng rồi. Rồi xong nó soi đến tôi rồi. Tôi nè. Ổn kia. Không ổn chút nào. Tôi bị con Wither nó hút rồi. Cứu kiểu gì ra. Rồi thế về kiểu mình là mình mất đỏ. Biết sao rồi là sống chết mặc mày rồi. Bây giờ đâu vậy? Không biết nữa. Tôi bị lạc đường rồi. Bây giờ tụi mình cần lên cái chỗ cao hơn nữa. Có quặng mà tìm kìa. Hãy tôi đào cho Kiên. Rick ok và bye nha. Tôi bị nó ăn thịt rồi. Tôi vào mồm nó rồi. Oh no, nó cắn tôi rồi. Ok và bye nha. Sau một vài lần bị hút tiếp thì mình đã tìm hiểu ra cơ chế hoạt động của con Wither này. Nghĩa là con Wither này nó sẽ hấp thụ tất cả những cái thứ ở trên mặt đất. Là nghĩa là nó thức ăn của nó ấy. Và nó sẽ phình to ra, nó hấp thụ càng nhiều đất đai sinh vật thì nó sẽ là càng lớn. Và nó hậu hút người vào cái mồm kia. Tính ra là chơi này cũng vui đấy. Nhưng mà mỗi tội là chết hơi nhiều. Thôi không báo đâu các bạn ơi. Quay trở lại tìm mọi người thôi. Đây. Ôi giời ơi, đi xuống này thôi Kiên ơi. Ôi, tôi vô này rồi. Nắm tím tắt.
What the hell? Nó là cái quái gì đấy? Nhau không? Ê à. Ông ơi, nó kéo tôi rồi. Nó kéo tôi rồi. Ôi trời ơi, ông nhìn tôi nhìn này, nhìn cái người tôi đi tím chưa? Sao nhìn ông tím tái vậy? Tôi bị nó cắn á, tự nó khập á, ông này không dính này. Sao nhìn ông tím tái vậy biết chắc? Ôi trả đô, trả đô. Ông nhận giật tôi nó bị gì rồi mà nha bạn ơi, tính ra là khi bị hút vào cái tia đấy thì người mình sẽ bị nhợt nhạt tím tái. Và nói chung là đây là cái căn bệnh do cái tia Wither gây ra, chứ không phải là dính cái tia đấy là nó sẽ là ổn đâu nha. Tính ra là khá là đáng sợ. Giờ thì mình sẽ tiếp tục là chạy qua chỗ Kuro để sang địa ngục xem là có thể trốn được con Wither hay không. Hiện tại là mình đã đoàn tụ với tất cả mọi người rồi, con Wither thì nó vẫn ở trên đầu. Nhưng mà các bạn ơi, khi mà sang địa ngục ấy thì bên này cũng không có Wither, nhưng mà mình nghĩ là an toàn rồi cơ. Không phải đâu, sang bên địa ngục này thì cái căn bệnh Wither này nó sẽ vẫn đeo bám và dai dẳng. Cái nào sẽ mất máu từ từ cho đến khi mà mình chết. Nghĩa là cái thời gian mà mình ở bên này nó sẽ không được lâu đâu. Nói chung là thời gian có hạn, thế là mình sẽ phải tranh thủ để cái thanh máu của mình, trước khi hết thanh máu này mình phải quay trở lại. Đây, mình là đang bị dính căn bệnh của Wither nha. Và tất cả những cái mốp, những ai mà dính cái tia đấy thì sẽ đều bị bệnh. Còn những mà người nào mà không bị dính cái tia đấy thì hoàn toàn bình thường. Đó, đây là mình này, Tín này, với cả Bích Sắc là ba người đã bị dính cái tia này rồi. Không biết là số phận của bọn mình sẽ ra sao đây. Nhưng hiện tại thì trong địa ngục này vẫn khá là yên bình. Nhưng mà mình nghĩ là tới là phải cày đồ xong rồi lên càng sớm càng tốt để có thể đánh bại con đấy nữa. Tiếp tục đi trong địa ngục thì bọn mình tìm thấy thêm những hung trình và bọn mình quyết định vào để khám phá. Mà các bạn để ý số máu của mình kìa, hiện tại nó chỉ còn có 6 tim thôi. Nghĩa là căn bệnh của mình là càng ngày càng nặng rồi. Nếu mà về không tim thì không biết là mình liệu mình có biến thành con Wither không, hoặc là biến thành cái con gì ghê gớm không? Không biết nữa. Nhưng mà hiện tại là thôi, và trong việc khám phá là xem là có gì nha. Nhưng mà tính ra là trong mấy cái này thì chả có gì các bạn ơi, còn không có cả mảnh nâng cấp nữa. Khá là phế. Thôi, tính di chuyển chỗ khác thôi, không ở đây nữa. Trời ơi, nhanh di chuyển rồi lên thôi chứ tôi còn có 5 tim rưỡi. Tiếp tục đi, bọn mình phát hiện ra một cái lâu đài địa ngục. Nhưng mà nó cũng như bình thường thôi, có quỷ lửa các thứ ấy. Bây giờ bọn mình cần những cái que để chế tạo ra đồ để tới này có thể đánh bại được con quỷ lửa. Nên là tập trung là đánh con quỷ lửa ở đây. Mà chính ra mình cũng có 5 tim rồi này. Thôi không dại là lao lên đầu xung phong đánh nhau đâu các bạn ơi. Nó bắn như một cái là cháy là cũng có thể chết ấy. Nên là cứ chơi an toàn thôi. Nhỡ là trở về là một mình ở trên đấy con Wither to đùng thì nó cũng là đáng sợ đấy. Sau khi mà trở về thì mình đã có thêm đồ tím tím này. Những cái đồ này là đồ còn mạnh hơn Netherite. Mà trong địa ngục thầy này tìm những cái đồ tím này thì cũng khá là khó, bởi vì là may mắn lắm thì mới được quặng này thôi. Bây giờ thì các bạn nhìn con Wither này, nó đã không những to mà nó còn chia thêm được mấy cái con nhỏ nhỏ đi kèm nữa. Ui, nó rất là đáng sợ luôn ý. Nó siêu to khổng lồ, đúng là cơn bão Wither luôn. Mà nó lác lác gọi là một cái khủng khiếp. Nên là mình đã tắt shader luôn rồi các bạn ạ. Trời ơi, không hiểu tại sao mà nó lại hút kinh như vậy đấy. Nên là mọi thứ trong thời gian này nó rất là lác. Mà để có thể hết được cái bệnh của nó ấy, khi trở lên thế giới này, thì mình cần phải nhờ một người bạn của mình đánh cho mình bất tỉnh luôn các bạn ơi. Đánh cho mình kết nối lại thì mình mới có thể hết được cái bệnh của nó. Nghĩa là bây giờ thì mình đã hết bệnh rồi. Ok, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đi đào cát để có thể chế được những cái TNT. Những cái này thì tới là mình sẽ cần phải chế tạo một cái F-bomb và đánh bại được cái con mà con tay sai của con Wither đấy. Lấy nguyên liệu chế được F-bomb thì mình mới có thể đánh con Wither ngất. Và khi con Wither đó ngất thì mình mới có thể tìm cách để đánh bại con đấy được. Nói chung là từng nhiệm vụ, nói chung là đánh con Wither đấy rất là khó khăn luôn. Mà sau khi trở lên từ địa ngục thì bọn mình chỉ còn lại có 4 người thôi. Các bạn biết tại sao không? Bởi vì là cái con Wither này ấy, nó hút, nó nhè, nó bắn, nó đánh. Nên là nó cực kỳ là lác. Nên là ba thành viên còn lại của bọn mình chỉ không thể vào được. Nên là thật sự rất là... hành trình này đã khó khăn lại còn càng khó khăn hơn. Trời ơi. Nhân tiện là cái hành trình của cái con Wither kia, khi mà nó kéo qua để tấn công bọn mình ấy, thì lúc đầu là chỗ bọn mình ở địa ngục bên kia. Bây giờ mình quay trở lại chỗ mới bên này thì nó sẽ mất thời gian để nó di chuyển ra đây. Và mỗi lần nó đi thì nó sẽ hút dần ấy. Nên là bọn mình đã có thêm một khoảng thời gian để xây dựng cái căn cứ nhỏ tới là vào đây chống Wither. Cái là nó sẽ có những cái chặn được thì mình nghĩ là sẽ trốn được và chống đỡ được con Wither này. Mà nhìn xa xa kìa, ui, siêu to khổng lồ. Nãy con hút bằng 3 vòi thôi, giờ nó hút bằng bao nhiêu đây, 6, 7, 8, 10 cái vòi luôn rồi các bạn.
Nói chung là có cái căn cứ nhỏ nhỏ này thì tí nó sẽ đánh con tay sai của cái con Wither này, và để mình có thể lấy được những cái đồ dụng cụ cần thiết để đánh bại con Wither to kia. Nói chung là khó khăn lắm. Ây da, cái gì vậy? Ui nó... Không tôi ơi! Nó giật, nó giật. Cái gì vậy? Nó gầm kìa. Đâu à? Mình nghe nó gầm không? Có. Nó kiểu... Tí mình chạy xuống đây mình núp chứ sao lại núp ra tín. Ấy, đào sẵn cái lỗ thì có gì chui ra được phải không? Ui, núp vô đây tôi sợ quá. Ui! Ui, nó gầm kìa, người nghe em vậy? Nghe như tiếng rội bồn cầu ấy. Ghê vậy. Ê, có làm cái lỗ thoát hiểm chưa? Đây, tôi đang làm nè. Ui, ôi, nó bị điên rồi, to vậy, nó cầm to quá. Kép, nghe như tiếng rội bồn cầu ấy. Mưa ơi. Ê, tính ra là cơn bão ấy. Nên là nó mưa, nó đến gần mình là nó mưa luôn này cô đô. Are you ok? Tới rồi đó. Are you ok? Rồi. Ê, lỗ thoát hiểm đã sẵn sàng. No ok. Ui. Đâu để xem nào. Nó kéo bão đến rồi. Nó gầm ghê vậy. Nó gầm to thế. Nghe ghê nhở. Bắt đầu đến gần là ui. Mà tính ra nhá, xây căn cứ cho cố vô khi mà cái cơn Wither Storm bão đến ấy, nó cuốn hết nhà cửa đi, nó hút hết nhà cửa đi luôn. À, mấy bọn mình lại phải tiếp tục đào sâu xuống hang động này. Mà các bạn ơi, các bạn biết gì không? Ngoài bọn mình sợ con Wither Storm này ra thì tất cả những cái con mob trong này nó nghe thấy tiếng gầm Wither Storm là nó cũng chạy bạt mạng luôn. Kiểu như là nó cũng sợ chết khiếp luôn ấy. Trời ơi, đây này, cơn bão nó đang quét qua ngay trên đầu này. Các bọn mình phải đào sâu xuống, đợi cái tay sai của nó xuống, cái con Wither dí để đánh lấy đồ chế ép bom thì mình có thể nổ cho con ấy ngất đi được. Đây các bạn này, những cái con mod này, nó không thèm đánh bọn mình nữa, nó sợ nó run lẩy bẩy ở dưới này rồi. Nói chung là người còn sợ chứ nói gì là quái đúng không? Ôi ôi, xuống xuống này đang mắc bệnh này, chạy tít xuống sâu này trốn luôn. Và hiểu cái mức độ là nguy hiểm của con Wither Storm như nào rồi chứ. Thôi, nói chung là bọn mình sẽ đợi ở dưới này, sau đó thì tí lên tấn công cái con kia để lấy thêm cái đồ để chế tạo F-bom. Cái quả bom có thể đánh ngất con Wither này và tìm cách đánh bại nó thôi. Căng thẳng lắm các bạn ạ. Giờ này ra ngoài là nó hút lên là thôi là bay đấy. Sau một thời gian đợi chờ thì cuối cùng con Wither Symbian, đấy cái con mà cho mình những cái đồ nguyên liệu để đánh bại được cái con Wither Storm, cuối cùng con đã xuất hiện. Nên bọn mình quyết tâm là không trú giữ ở trong hang nữa mà ra ngoài và tìm con Wither Symbian để có thể đánh nhau với nó, đánh bại nó thì mình mới có thể lấy được đồ để đánh con Wither Storm. Nên bây giờ thì sẽ phải ra và tìm đánh bại con kia thôi. Lúc nào mình không thấy con boss đâu ông ơi. Tầm 10 là được rồi. Ok. Bị hút con này, con boss đâu ta? À, tôi bị hút rồi, tôi không muốn bị hút đâu. Ôi ôi. Người quên chưa con. Ê, tôi bị hút rồi. Ê, anh em nha, nhớ rớt xuống dưới là rớt vô nước nha. Con okay. Có chiếc mặt này mọi người, đây chiếc mặt tôi nè, thấy không? Chiếc mặt tôi nè, nó dưới này nè. Không thấy gì hết, tôi thấy một màu tím thôi. Tôi cũng vậy. Chỉ vô cái đầu đó, mình thả mình ra. Chỉ vô, okay. Ê, nó lại thả tôi rồi này. Let's go. Đâu nó ở đâu, đâu? Tôi hướng thẳng đây, ông ơi. Hay rồi. Ô, quên tay rồi. Đây, không có đâu ông ơi, hướng này. Thấy tôi không? Hay rồi. Hút lần 2 rồi. Rồi, tôi hút. Để tôi ăn quả táo vàng đi. Thả ra. Ê, nó thả rồi. Ủa? Thả theo được à. Ủa, nó đâu rồi? Bên đó nó cũng rọt ra, bên đó là thấy thôi. Bên đây cơ rồi, tôi đang thấy rồi. Nó thả lửa nè. Mon ba đất nè, gì gì đây? Đập nó. Đánh vào mắt nó à? Không, đánh sau lưng nó. Không, ý là nó được không ơi? Tôi đang bị hút, tôi đánh vào mắt nó để nó thả ra. Đúng rồi. Tôi muốn đoại không trúng vô đâu. Thả ra. Khoan, hình như là mình bị quần què gì đó. Thả tôi kìa. Kiếm này không đánh được. Đứng im rồi. Rồi xong. Trời ơi, nó quá là hỗn loạn luôn á.
nó phải chịu hồi đó một lần mình đánh hết đó cái bọn đúng đó. Rồi đúng rồi, sau đó nó sẽ mở ra cái vết thương của nó. Đúng rồi sau lưng á. Tôi lại bị bay lên cùng đàn cá rồi. Có thì tôi bay lên lửng hay không? Trời ơi, ông Kiên vậy. Lấy ông Kiên mày. Xuống đi Kiên ơi, xuống đi, đừng bay đi Kiên ơi. Lấy xuống rồi, xuống rồi. Cho nó chịu hồi đi. Nguy hiểm quá. Mà thôi để tôi câu kéo nó đi, mấy ông đánh con đấy đi. Ok. Ok, được không vậy? Được. Cố lên, cố lên. Tấn công đời. Tấn công đời. Tôi quấn được cái. Tôi biết cách quấn con này rồi. Dễ. Để tôi. Không phải. Ông gì? Không phải. Phải đánh mấy con quái rồi đã. Mấy ông thấy tôi bị hút ở trên này không? Tôi thấy mấy ông ở dưới à? Hết chưa. Còn con nào không? Hết rồi. Hãy quấn đằng sau lưng nó đi. Ủa không có luôn. Chưa hết. Còn con nào nữa sao á? Tìm đi. Ơi trời ơi. Còn một con nữa. Ơi trời ơi. Ui nó to khủng khiếp. Ủa? Tôi không thấy gì hết trơn nhỉ? Ơ sao tôi lại dính đầu con này rồi? Cứu tôi! Thả tôi kìa! Cố lên! Bây giờ chưa quýt được đâu mới sắc ơi, mình phải cho nó chịu hồi mấy con quái ra. Đánh hết mấy con quái thì nó hiện cái kẻ hở của nó ra. Cái con kia cái quái thôi chịu hồi ra, quýt quái! Mày nè. Ê mày không có ổn đúng không ấy? Sao nó chỉ hút tôi? Nó bắt tôi là mục tiêu rồi. Chắc nó poker cho ông rồi. Vậy mình chia làm việc đi. Thế là tôi là mồi nhử hả? Đúng. Ủa? đổi đi. Mấy nó nhầm biết sao rồi nó nhầm tôi rồi. Ê. Nó dậm, nó biết dậm. Hết chưa? Thức ăn rồi. Đây, Tấn ơi. Thôi đâu cho tôi miếng thức ăn với. Tấn công đi. Thôi. Nè, Tấn. Nó vẫn chưa cái hở ra sao ấy. Ê, tính ra là nó cứ hút tôi lên, tôi ở cái vùng nước, cứ hút tôi lên, tôi lại đánh, tôi lại rơi xuống nước rồi, không sợ đâu. Này khỏe lắm. Để tôi phụ cho. Ê, tôi thương cao lắm. Rìu rồi. Con này phải chơi bằng rìu mới được. Đẩy nó lại. Lạc qua à. Mày. Sao con này chết đây? Đây. Tôi lạc rồi. Ở đây gần chết rồi. Một hit nữa. Cái quề vậy. Một hit nó chết. Sao nó bắn như một đống vậy? Mũi tên không mày. Ôi tôi dính độc rồi. No. Đông quá. Ăn vô. Ơi bị hút rồi. No. Nó đang phô cỡ đâu? Để tôi. Ok. Đánh vô một cái chỗ hở của nó nha. Tôi biết rồi. Đâu đánh ở hở đâu ấy? Sau lưng nó ông ơi. Đây đúng không? Không chém được, không chém được. Từ từ, sắp được đó. Tôi điểm 6 luôn rồi. Rút lại chạy đi. Chém đây. Rồi. Ơi, chú chết rồi. Sao yếu vậy, cầm kiếm chém á. Ổn không? Cứu tôi. Ôi da. Ơ, nó không chết vậy. Một hit nữa. Cố lên, cứ ngồi anh em. No. Ôi, no. Chừng một người anh em ơi. Đây, anh em tin tưởng á tôi. Cố lên, được chưa? Đi chưa? Đang tới. Ê, tôi thấy nó đi rồi nhỉ? Abelie in vô. Ủa, nó đâu rồi? Nó chết rồi. Nó chết rồi. Sao nhặt cửa sách? Thấy nhặt cửa sách. Thấy không nào? Ê, dưới, tôi nhặt được rồi. Sao đợt này nó hút nhau đây? Ê, đâu rồi, cửa sách đâu rồi? Ông giữ à? Đâu rồi, tôi vừa nhảy qua nó đâu rồi? Ai xem chết lại người em có giữ không? Trời mắt ạ. Con nằm ở đó mà. Đâu để tôi nhặt cho. Nó còn nằm ở chỗ nãy á. Kìa. Nhặt cái kìa. Để tôi nhặt cho. Hích. Rồi, kiên nhặt rồi. Let's go. Nhưng mà kiên cũng yếu hút rồi, từ từ. Chú trong hang ấy. Chạy tới ơi.
No. Ben. Hay rồi. Ôi, được rồi. Có sắt mọi người. Kim này, Kim cầm được sai rồi, Kim cầm được sai rồi. Tôi được. Chống được đây. Đối xử xong. Ngon. Trong hang này mọi người, trong hang. Vào đây. Không, mày cái mũi thế xuyên đâu. Ôi trời ơi. Hả? Mũi thế xuyên đâu. Nhưng mà tôi nói như là cái đó là ông chết trong kia sao á. Xoay đầu luôn. Rồi bây giờ cần cái đứa sắt cho tôi không? Tôi làm cho. Đây. Cuốn sắt đâu. Đây, mỗi người cầm một cái làm thành tựu cái đi. Đây, mỗi người cầm một cái làm thành tựu đi. Tôi sắp chết rồi, cho tôi ăn với. Đây. Ép bom. Đây. Ném cái ông ơi. Đâu? Này cho tôi. Ném cái là tôi sợ. Này, không nổ đâu. Đây. Sao tôi có giật lại ngay tại chỗ rồi ta? Ủa? Rồi tôi đốt đây. Ê. Sao nó có điểm thời gian cho anh em? Ồ, nó chỉ có 600 giây thôi đó. Anh em mà đi nổ lẹ đi không là nó hết thời gian, nó tự đổ. Nè, bật lửa. Ai đưa cho tôi vậy? Bao nhiêu giây cơ? Không muốn quăng ra không được. Đi. 600 giây. Nè, chỉ đứt nổ đi. Được mà đây. Ủa sao kỳ vậy? Châm mi. Được mà. Có. Rồi ok bạn ơi, quả ép bom đã được kích nổ rồi. Bây giờ là đợi nó hút vào. Khi mà quả ép bom này nổ ra thì con Wither nó sẽ bị choáng và rơi xuống dưới. Là tạm thời là nó đã bị choáng rồi đã. Nói chung là có cách để tiêu diệt nó rồi đấy. Bây giờ mình sẽ cần phải cho nó hút và làm choáng nó. Trời ơi. Mãi mà thấy mày prop nó mượt vậy luôn á. Không, tôi chưa mượt. Chưa mượt. Đừng lại gần nữa nha. Đấy. Đúng mình tôi thấy nó nổ rồi. Out đấy. Nổ cái là bọn tôi cũng bay ra khỏi server luôn. Trời ơi. Nặng quá, lắc quá, cái này chơi đông người không được. Lắc lắm. Quá khủng khiếp. Bây giờ mình phải có một cái Ender Bee à. Thì mình mới chui vô trong cơ thể được. Bây giờ chúng ta tìm đi sang Enderman đi mọi người ơi. Ờ. Đúng rồi. Đừng lại gần nó nha, lại gần nó hồi sinh lại một lần, nó là mệt lắm á. Mình không còn TNT đâu. Hết TNT rồi. Ờ hả. Ơ nhưng mà hình như là lần này là cho nó hồi sinh lại xong rồi mình lấy hút rồi xong rồi ném Ender Bee vào đầu nó, giữa đầu nó đúng không? Đúng rồi, nếu như cái não nó bị lủng á. Ôi. Rồi, đánh thôi. Đây rồi, một con sao lưng không ơi. Đây. Yo. Đi đâu rồi? Quốc. Bém đó. Ôi trời. Ê, một trái đầu tiên. Đi vào rừng này nhiều này. Ê, được không? Ra cái cục gì không? Ủa, đập ra được nè. Ờ, khai thác cái chân nó luôn. Ê, Guru ơi, đợi. Thật là nhớt nhát. Ôi, nó kia, ôi bạch. Ông ơi. Ui. Chạy đi. Lại chạy à? Nói xong. Thế mà còn bắt bọn tôi vào. Ôi ôi xem xíu. Ui. Đào ra chi vậy tím? Hả? Ông đào ra chi vậy? Ủa đưa chưa đào vậy mà. Hả? Tôi có đào đâu. Tôi đi trước nha. Ok, tôi đi ông. Ui dồi ôi, nó tối. Rồi anh em ơi, đứng cao ông ơi. Ôi trời ơi. Đem đào ông tím lên đây. Đem đào ông tím lên đây. Bên đây tím ơi. Mấy con này mạnh à. Ok. Mẹ. ok. Né rồi tiến ơi. Hả? Hey. Yo. Yo. Đâu rồi mấy ông rồi? Tôi. Ủa? Ủa, tôi ở đâu? Hình như là mỗi người một khu hay sao? Một nơi sao? Đi thẳng vô trung tâm đi. Tôi đang ở. Đang để bằng nhớ này trung tâm hay sao á? Nó phải một cái chỗ. Đây. Thấy mọi người nè. Đâu? Đây. Còn mấy cái lồng thì đập mấy cái lồng á. Không cần, win boss thôi là được rồi. Sợ lắm. Đây. Ôi. Có mấy cái xuất tù. Vô mọi người, vô này. Ủa cái gì vậy? Chém cái gì ở giữa à? Mình cần đánh bại cái con đó. Từ, mọi người rớt ra ngoài là mọi người sẽ bị ra ngoài thế giới kia đó nha. À. Hiểu tôi không? Lắp lại xung quanh đi, Guroi. Ôi, cái gì? Lên, mọi người ơi. Ôi, cứu, mấy sắc ơi.
Rồi. Cái nữa Kiên ơi. Ok. Tôi hết máu rồi. Nó bị cận thị rồi. Ôi. Làm đi anh em ơi. Ui hai team. Đây đây. Cố lên. Rồi nó hết. Tôi tin anh em. Ui nó hết kìa. Quýnh con nó cho tôi biết xác. Quýnh cho nó đi, quýnh nó đi. Bắn tôi ở dưới kìa. Đây đây để tôi đánh cho. Sắp hỏng giáp rồi. Ây da. Làm đi. Đây rồi, đây rồi. 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 Nó tim rồi, tôi chết luôn rồi. Ê, sao như sao như nhiệm vụ lần này. Ôi! Ôi! Không chết. Chết đâu chưa? Ôi, đang lát. Ôi. Nó tin Terrion. Ôi trời ơi, sao lại rơi xuống đất rồi? Chết rồi. Con này chết là được rồi. Còn nó rớt ra cái gì đây? Ôi. Ôi. Rồi khi đó cái con Wither nhỏ nó sẽ ăn và tiến hóa lên thành con Wither lớn, dòng lập sẽ đem một lại lần nữa. Gì vậy? Đó gọi là dòng lập vô tận. Ông này đọc phim nhiều nè. Ê, Kuro thấy trên tay thật. Cầm gì không? Ủa, ai thấy cái ngôi sao đúng không? Không, xác chết. Nãy tôi thu hoạch được ở trong cái ấy á. Ông này đâu mà xác chết quá vậy? Không mọi người ơi, rồi. Trời ơi, cực khổ quá. Trời ơi. Thật sự là nó lắc kinh khủng, một con nó lắc mọi người văng lại liên tục luôn á, phải vô liên tục. Ôi, luôn. Ôi nó banh này, nhìn nó banh này. Rồi cái con quái nó có xác không? Có xác nè. Đây, xác đây, nổ tung tóe đây. Đó các bạn ơi, đây là cảnh tượng mà con Winter Storm nó đã gây ra. Nghĩa là nó đã tạo ra một cái cơn bão, nó hút hết toàn bộ vật chất. Những ngôi làng này, khu rừng này, biển này, nó đều hút vào trong người. Và ở trong người nó thì đều có những khối đất, khối làng, các kiểu sinh vật ở trong đấy nữa. Trời ơi, nó biến thành hết những cái tay sai của con Winter Storm. Và cuối cùng là bọn mình cũng đã đánh bại được con Winter này rồi. Đây, cả một cái dãy núi cũng bị nó hút và làm nổ đây. Thì các bạn tưởng tượng là sức mạnh của nó ghê gớm như thế nào. Và sau tất cả thì Wither cũng đã đánh bại rồi. Nếu bạn thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like và subscribe nha. Còn nếu bây giờ thì video sẽ kết thúc lại thôi. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Bye bye.